Hoàng Uyên và kênh Đất Quê Radio xin kính chào quý khán thính giả. Nhắc đến tác giả Quỳnh là nhắc đến những tập truyện tâm lý, tình cảm gia đình rất là hay, dưới góc nhìn đa chiều, sâu sắc và có sự lắng động, và đặc biệt là phần kết luôn luôn thỏa mãn người nghe. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Quỳnh, dẫn giới văn phong mộc mạc, đậm chất miền Tây, nhưng vui tươi và hài hước qua tập truyện Oan gia chung xóm, kể về những trò nghịch ngợm của đám trẻ con trong xóm cùng với mối hiềm khích không đội trời chung giữa con Quỳnh và thằng Đức. Sau đây, mời quý khán thính giả cùng lắng nghe. Trưa tháng 3, nắng muốn khét da đầu. Một đám con nít chừng 9-10 tuổi ở trần, mặc quần tà lõn đi lơn tơn, đầu hỏng nón hỏng khăn gì hết. Dòm tụi nó y chang mấy con gà giò cố nhà ông Tám dậu. Thấy mắc cười gì đâu. Thằng dẫn đầu khác tụi còn lại hết thảy. Nó mặc cái áo ba lỗ lưới màu trắng, cái quần ngó bộ cũng lạnh lặng, sạch sẽ hơn tụi kia. Tuy nghênh ngang đi trước, nhưng nét mặt của nó vẫn phản phất một tí gì đó e dè. Nó hỏi thằng kế bên: "Ê Tèo, quánh thiệt hả?" Thằng Tèo hất mặt: "Mày thấy tao có nói giỡn với mày hồi nào không? Mày yếu nhất đám, tao mới cho mày quánh nó. Chứ tụi tao quánh, lỡ có cái gì là cái đít cao hơn cái bờ lộ liền." Thì ra nguyên đám kéo nhau đi quánh lộn. Không biết con nhà ai mà xấu xố động phải cái tụi này. Cái tụi được coi là đứng thứ ba trong hàng liệt kê của mấy ông bà già sớm. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba là cái đám thằng Tèo. Tụi nó lục lăng dữ lắm. Đi học thì thôi, chứ lúc nào được nghỉ thì sức mấy tới nhà kiếm mà gặp tụi nó. Một là ở ngoài ruộng, hai là ở ngoài xóm. Còn làm cái gì ngoài đó thì từ từ sẽ biết thôi hà. Lúc này tụi nó đã đi tới một khúc cua, chỗ bụi tre nhà thím Tư Lâm. Thằng Tèo ngó vô, thấy thằng con thím Tư đang ngồi đéo đéo gọt gọt cái giống gì ở ngoài hè không biết. Nó kêu: "Ê thằng Chất, mày ra đây, mày ngon, mày ra đây." Nghe bị nhiêu đó thôi là biết tới công chuyện rồi đó. Thằng Chất bỏ cây dao xuống, phành cái lưng quần ra, kéo kéo mấy cái. Ăn ta ni cho gọn gàng. Lưng quần bị nó kéo còn chừng lóng tay nữa là tới vú. Nó bước ra đường, giờ mấy thằng này một lượt, rồi hỏi: "Muốn ăn cứt heo nữa hay gì mà réo tao ra đây?" Nghe tới hai chữ cứt heo, tụi thằng Tèo sượng ngang. Hồi ngày hôm qua, tụi nó chơi bắn đạn với nhau ngoài trước sân nhà của ông Sáu Chánh. Thằng Chất bắn hay quá, ăn hết đạn của tụi nó. Nhưng mà tụi nó vẫn muốn chơi tiếp, nên thằng Chất mới cho lại mỗi đứa một cục. Với điều kiện là nếu thua thì không được thiếu nợ, mà phải để thằng Chất nẻ mắt cá. Cái giống đạn keo mà nó kéo căng ngón tay nẻ cái bút thì ai mà chịu cho nổi. Vậy đó mà tụi kia vẫn bậm môi gật đầu, vì mang ý chí lấy lại những gì đã mất. Ai đâu mà dè, cái mất đi rồi không lấy lại được, mà còn bị hưởng trọn mấy cái nẻ đau vàng trời. Tức quá không biết làm sao thì chơi ăn gian. Rõ ràng là thằng Chất bắn trúng cục đạn của thằng Tèo, mà nguyên đám lại căng căng là không trúng, bị dội cục đất từng lên thôi. Thằng Chất nổi khùng, nhào tới bụp vô con mắt của thằng Tèo một cái té ngửa. Thằng Tèo té xuống, nắm trúng cái túi áo đang đựng đạn đầy nhóc của thằng Chất. Rẹt một cái túi áo ba mặt tiếp giáp với bề mặt thân trước giờ chỉ còn một mặt. Đạn nó đổ ra cái ào. Tụi kia tranh thủ hốt giật chạy. Thằng Chất quạo cho điên, rượt theo sát rạc, nắm cổ áo của thằng Tí Hôi kéo lại. Thằng Tí Hôi nhỏ con đang chạy ngon trớn bị giật một cái quá mạng. Nó té cái hự xuống đất, đau quá khóc ré lên. Thằng Tèo bên em chạy lại thụi vô bụng của thằng Chất. Nó né không kịp, ăn một đấm muốn ná thở. Ba thằng nắm níu xà quần kiểu gì mà thằng Chất hên cụi gạt dò được thằng Tèo, té úp mặt vô cái bãi cứt heo gần đó. Mồ tổ cha con heo nhà của bà Hai Bích, bà Thả Lan, nó đi rải sản phẩm đầy đường. Tụi kia thấy mồi không có êm rồi, kéo nhau chạy hết. Thằng Tí Hôi sau khi ăn mấy cú đấm sấm sét của thằng Chất vô lưng thì cũng bò dậy được mà kéo thằng Tèo chạy về. Tụi nó cây cú
không biết làm sao mới dụ thằng Đức công tứ bột đi đánh lộn. Thằng Đức nào giờ ham chơi với tụi này lắm, bị gì thấy vui quá tai. Nhưng mà nó ốm yếu, chân tay như cái tâm nhang, cha mẹ nó nhốt ở trong nhà không à. Mấy nay không biết nó thuyết phục kiểu gì mà hai ông bà cho nó xuất chuồng đi chơi. Lần ra quân đầu tiên là phải đi đánh lộn. Thằng Tẹo hứa nếu thằng Đức đánh ăn thằng Chất thì từ đây về sau tụi nó đi đâu cũng sẽ rủ thằng Đức đi chơi chung. Nghe thấy ham, nó nghĩ chắc cũng giật nhau coi ai hơn ai thôi, chứ con nít mà quánh lộn kiểu gì. Nhưng mà bây giờ thấy cái tướng cụ lần lửa của thằng Chất, hình như thằng Đức thấy mình sai sai ở đâu rồi. Mấy ông anh ở trong xóm thấy tụi này kênh nhau thì bắt đầu bu đen xung quanh để coi chuyện vui. Có một ông búng tay cái chốc rồi chạy đi đâu đó không biết. Thiếm Tư Lâm ở trong nhà nó vọng ra: thằng Chất, bữa nay mà quánh lộn nữa là tao lấy lợi tới, tao xích cái đầu mày lại đó, liêu không? Cả đám nghe vậy thì đồng loạt nhích đi xa khỏi sân nhà một chút, né được chút nào hay chút đó. Quánh lộn cũng là một trò chơi cảm giác mạnh mà, có gì đâu mà căng thẳng quá à. Ngược lại với thằng Chất, mặt tỉnh như ruồi, đang sẵn sàng nghênh chiến. Thằng Đức bắt đầu đổ mồ hôi ở trên trán, chân nhích nhích muốn đi về. Thằng Tèo đẩy mạnh vai nó một cái, nó té nhào về phía của thằng Chất. Thằng Chất đang hăng, nắm áo của thằng Đức giật luôn. Thằng Đức té đau, nổi quạo, bấu lấy thằng Chất mà cắn. Tiếng cười, tiếng vỗ tay vang động hết trơn. Thằng Chất chật vật đẩy được thằng Đức ra, thì cái vai đã in nguyên cái dấu răng sâu hút muốn rớm máu. Thằng Đức thì chưa đã tức nên nước mắt nước mũi tèm lem. Nó vừa tính nhào vô thì có tiếng đứa con gái cất lên: ê thằng kia, mày quánh ai đó? Hết thảy nhìn về phía cánh trái, có một đứa con gái đang dẹt đám đông bước vô. Là con Quỳnh, lớp trưởng lớp 3A của trường. Con nhỏ ốm nhách, đen thui, hớt tóc con trai. Nhìn vô mặt nó, thấy mỗi có hai con mắt như hai cái bóng đèn pha. Nó đang mặc cái áo sát nách, quần đùi, dòm lóng thóng thì thôi luôn. Cái tướng này mà búng một cái là gãy làm hai luôn, chứ ở đó mà đi can quýnh lộn. Thằng Đức nhìn thấy con Quỳnh thì hơi xìu xuống. Thằng Tèo thấy vậy liền giật dậy tinh thần cho thằng Đức: ê, con nhỏ kia, đi về nấu cơm đi. Con gái con lứa thấy con trai quánh lộn mà bày đặt sắp sắp vô làm cái giống gì hả? Con Quỳnh không nói không rằng, nhào tới nắm hai vai của thằng Tèo, đẩy một cái té ịch xuống đất, ngước lên dòm thằng Chất, rồi chỉ tay vô thằng Tèo mà kêu: Chất, quýnh nó đi. Thằng Chất là đệ tử ruột của con Quỳnh, nhỏ hơn con Quỳnh một tuổi nên nghe lời lắm. Thằng Đức còn đang ngơ ngác thì đã bị con Quỳnh giả cho một bạt tay vô đầu rồi chửi: không lo học hành, nhập băng với tụi quý này làm du côn hả mày? Mày nè, mày nè. Mỗi tiếng mày nè là mỗi cái giả muốn xéo hàm hà. Dòm nó mảnh khảnh mà nó mạnh như trâu. Thằng Đức chỉ biết lấy tay che được chỗ nào thì che, chớ không biết chống đỡ kiểu gì. Con Quỳnh với thằng Chất giật tụi kia ạch đuổi một tăng, thì con Quỳnh đứng lên trỏ mặt từng đứa: mời mốt lợi khúc này chơi thì lợi, chớ lại mà kiếm chuyện là tao mét cô Nga, cho quả năm tụi bay đi hạ hành kiểm luôn. Đúng là cái đồ ý có quyền có thế thì một tay che trời mà. Nhưng mà ngoài nghe theo, tụi kia cũng đâu có dám làm gì hơn. Tụi nó chung quy chỉ là con nít quánh lộn chữ lộn ì đùm vậy đó, chứ qua ngày mai cũng sắp nhau chơi cười giỡn khì khì hà. Sau khi giải tán hết rồi thì thằng Chất hỏi: sao chứ biết tụi nó kiếm chuyện mà qua vậy? Anh hai gì nói chứ sao tao biết được. Ổng kể cái vụ mà quánh thằng Tèo úp mặt vô bãi cứt heo mà tao cười muốn sặc cái hộp ổi lên lỗ mũi, mẹ chửi quá trời. Thôi gì à, nào làm xiên qua nhà tao chơi. Từ bữa đó, tuy thằng Đức không làm nên cơm cháo gì, nhưng mà tụi thằng Tèo vẫn cho nó nhập băng chơi chung. Đang hè, đâu phải học hành gì, cho nên tụi nó kéo nhau đi đầu này đầu kia chơi, men theo mấy cái bờ dừa của người ta đặng đi ra ruộng. Dân xóm dễ tánh lắm, không có ai rầy la gì hết trơn. Tụi nó muốn đi đâu đi, miễn đừng có phá đồ gì là được. Con Quỳnh với bác Sáu gái, mẹ nó
đang ngồi ở chỗ cái gốc dừa gần bờ hậu. Bác Sáu thì róc lá dừa khô cho nó xếp lại, xong xuôi rồi bác sẽ bó, đặng đem vô sân phơi làm đồ nhúm lửa hoặc làm đuốc đi đêm. Thấy tụi thằng Tèo kéo băng đi, có giò có dọc, bác Sáu hỏi, mấy thằng bay đi đâu đó? Thằng Tèo cái miệng leo lẻo, tụi con ra ngoài ruộng chơi bác Sáu ơi. Hỏi cho có hỏi, chứ ai mà không biết, tụi này suốt ngày kiếm đồ đi chơi, chơi không lên chuyện xuống gì đâu. Bác Sáu bó xong bó lá dừa, thì biểu con Quỳnh theo bác vô nhà. Nó liếc mắt về phía hậu đất, thấy tụi kia cứ lần quần ở đó, làm cái giống ôn gì không biết. Cắn môi suy nghĩ một chút, rồi nó nói, mẹ vô nhà trước đi, con ra canh cái ổi trứng chim. Mấy thằng này lạng lạng, thế nào cũng cho một áo gì à. Làm hiểm vừa thôi, cái con nhỏ này, cho tụi nó mấy trai, chết chóc gì đâu mà canh. Thôi, cho ai cũng được, chứ tụi này là con hóng cho. Vậy đi đứng cho nó đàng hoàng đó. Đi ẩu tả, lọt xuống mương, uống nước thấy thằng cha mày đó nghe. Nó dạ một tiếng, rồi đi lơn tơn ra ngoài mé cây ổi. Lựa ổi chua, ổi chín, bẻ hết, hóng chừa trái nào, để đám kia khỏi có cơ hội xâm phạm. Vẫn là cái áo sát nách với cái quần cục ống rộng tạo nên thương hiệu Quỳnh Alex. Cái bà Alex trong bộ phim hoạt hình Pompeii chàng thủy thủ đó. Nó mới bẻ được có một mớ, đang giới tay lên cái nhánh trên có một chùm cả chục trái chua, thì tụi kia nó chạy vô. Con Quỳnh quýnh quán bức li bức lịa, mà ngộ cái là mấy thằng nó chạy qua luôn, không thèm ghé lại giật ổi với nó. Nó đang ngơ ngác thì thằng Đức chạy tới, nắm tay nó kéo đi, làm rớt hết trơn cái mớ ổi trong áo à. Nó tức mình, rị tay lại, làm thằng Đức cũng cắm đầu. Con Quỳnh nghiến răng, lột đôi dép lào màu hường đã thâm kim hết trơn vì ở dơ là biến sạc của nó, tán vô trong bắp tay của thằng Đức, nghe bếp bếp. Thằng Đức trân mình chịu, cứ cố sát mà lôi con Quỳnh đi. Con Quỳnh đang quánh hăng, thì nghe trên lưng đau nhéo một cái. Tiếp theo đó là mặt, là đầu, là tùm lum canh xum, chỗ nào cũng bị dính đòn. Một trận đau dứt lan ra, làm nó nổi ốc về về. Vậy đó, nó mới chịu bỏ chạy theo thằng Đức. Hai đứa chạy băng băng vô gần tới nhà, thì bác Sáu gái ngoắc lia lịa, siết lên con ơi. Hai đứa ráng bờn vô được tới trong nhà, thì thấy có cái mụn sụp xuống sẵn ở trên giường. Tụi thằng Tèo ngồi lóc ngóc ở trong đó hết trơn. Người lớn thì không thấy đâu, chắc chạy ra sân hết rồi. Hai đứa theo lời mẹ của con Quỳnh, chui tọt vô trong mụn thiệt lẹ. Bác Sáu cũng tung chạy ra sân. Vừa lúc đó, bầy ong nó cũng tràn vô nhà, bay e e, rợp hết trơn. Nguyên đám con nít, 5-6 đứa chui rút ở trong mụn. Con Quỳnh với thằng Đức thì nước mắt chảy ròng ròng gì nhất. Bác Sáu sai anh hai của con Quỳnh chạy đi mua cả chục hộp nhang mũi, đốt lên rồi bỏ vô cái lồng chuột bằng lưới sắt cho khói bay rợp hết trơn. Anh quấn cái mền bít đầu bít đít, chờ mỗi có hai con mắt để thấy đường đi. Tay cầm cái lồng chuột đang nhả khói mà đi lạng lạng ở trong nhà, dòm y chang mấy bà phù thủy ở trong phim hoạt hình. Mấy con ong nghe hơi nhang mũi thì kiếm đường tháo chạy. Chút sau, trên nền đất chỉ còn lại một mớ chậm chạp, hết nhiều khói nhang, nên lên đường về miền cực lạc. Lúc này mới lôi con Quỳnh với thằng Đức ra mà gỡ kim ong. Mỗi đứa ăn gần chục vít, rên hừ hừ. Số là hồi nãy tụi nó đi ra ngoài ruộng coi có môn nào chơi được hay không, thì thằng mèo nó phát hiện ra cây ổ ong bự bằng cái thúng đang đóng ở trên nhánh của cây bình bát. Tụi nó khều khều chỉ trỏ rồi thách nhau, đứa nào chọi rớt được cái tổ ong xuống thì được chục cục đạn keo. Thằng Đức nhát cái nói với tụi kia, thôi chọi nó bay ra, nó quýnh cho cái mặt thành cái đầu heo luôn hái gì. Vẫn là thằng Tèo chuyên gia chơi ngu mà còn hay xúi dại. Nó đá đến thằng Đức một cái rồi nói, vậy cái giò của mày đi làm cái giống gì mà không biết chạy? Giờ ngắm đường chạy sẵn đi, tao hôn chọi là nguyên đám chọi bột lượt, khỏi có đứa nào chọi trước chọi sau gì hết à. Đó là ổ ong mật, thường thì trên đường đi kiếm chỗ thích hợp để làm ổ.
tụi nó sẽ dừng lại ở một chỗ nào đó mà nghỉ cánh một hoặc vài ngày. Tụi nó vốn là một loài nóng tánh, có ý thức bảo vệ lãnh thổ cao. Thêm phần, đang mùa nắng nóng, tụi nó cũng mệt như mình thôi. Nhất là mấy cái ổ ong nghỉ cánh, nó quạo dữ dằn lắm. Vậy mà mấy ông trời con này còn tính đường chọi cho banh ổ của người ta. Tụi nó đứa thì lượm dừa non, đứa thì lượm đất cục. Thằng Đức lay quay nãy giờ, bị đứt chiếc dép, nên quyết định lấy chiếc dép đứt làm vũ khí tác chiến luôn. Chắc ai cũng đoán ra tình hình. Sau tiếng chọi của thằng Tèo, nguyên đám chọi rào rào về phía cái ổ ong. Tụi nó con này bám con kia để nghỉ, chứ đâu có cái tàn giống như cái ổ chính thức. Bởi vậy vừa bị chọi là tụi nó rớt nguyên một nồi xuống đất. Tụi này nó chơi ngu, mà đúng kiểu gặp thời gió ngược. Cái đám ong nó rộ lên ào ào, gió thổi đưa hơi của tụi này về phía tụi ong. Tụi nó nghe hơi người thì nổi điên, rượt theo mà đánh. Vậy là mạnh thằng nào thằng nấy chạy. Thằng Đức mà không kéo con Quỳnh đi thì đâu có bị nhiều vít tới như vậy. Vậy mà con Quỳnh còn cho nó ăn dép, nghĩ mà tức. Con Quỳnh thì cay cú ở trong lòng, không phải cái tuổi báo đời này thì nó đâu có bị ông đánh. Từ đó, mối hiềm khích ở trong lòng con Quỳnh đối với tụi thằng Đức, thằng Tèo ngày càng lớn. Tụi này đi chơi bằng bờ nhà ai thì đi, chớ đi bờ nó là nó chửi, đòi sụ cho chó cắn. Con gái con lứa gì mà đánh đá thấy bể. Thằng Đức từ ngày nhập băng với tụi thằng Tèo thì co mòi, lanh lẹ, khỏe mạnh hơn hồi trước. Nó được tụi kia dẫn đi lội sông, lội ruộng, gian nắng đen thui đen thích. Lần lần bắt đầu cũng biết tới cái cảm giác cây roi mây đáp du đích ra làm sao. Càng ngày nó càng lì đòn, cũng bắt đầu chơi cắt cớ như ai. Như cái năm lớp 6, tụi nó chung ấp nên ra ngoài đường cấp 2, người ta xếp cho học chung lớp. Con Quỳnh vẫn là lớp trưởng, dẫn cái tướng thấp còi, đen đúa, với mái tóc cắt cho thằng con trai. Nó được cô giáo xếp cho ngồi trên thằng Đức. Tụi chơi chung á thì tách ra, tản mát hết trơn. Tụi nó có một hình thức liên lạc đặc trưng là ghi giấy, rồi do cục lại chọi nhau. Chờ giáo viên ghi lên bảng, thì dưới này tụi nó đưa thư trắng trời. 10 lần thì hết 6 lần bị con Quỳnh phát hiện, báo lại với giáo viên. Nguyên một đám bị lên đứng trên bảng lố nhố. Thằng Đức ôm hận, thường xuyên lèm bẹp. Cái con Quỳnh Alex này, mày đợi đó. Tao mà không phục tù thì tao không phải là thằng Đức. Rồi, một ngày đẹp trời kia, nguyên đám đang lội bộ tơn tơn ở trên đường đi học về, thì thằng Mèo phát hiện ra kho báo. Nó vỗ vai thằng Đức với thằng Tèo, rồi chỉ. 3-4 thằng nhìn nhau cười lên hô hố. Công cuộc báo thù chính thức bắt đầu. Bữa đó là thứ bảy, đứa nào cũng nôn nao vì ngày mai là được xả hơi một bữa rồi. 3 tiếng trống dội lên báo hiệu giờ ra chơi 15 phút. Mấy đứa con gái rủ nhau đi mua nước mía. Con Quỳnh cũng được tụi bạn gái kéo đi. Trong lớp chỉ còn lác đác vài thằng con trai làm biến lết xác đi mua nước uống. Tụi nó đứa thì nằm trên ghế, đứa thì ngồi trên bàn, lố nhố, vừa ngồi vừa canh chừng. Có cờ đỏ tới là tuột xuống liền, chớ không bị ghi sổ thì ôm cục cờ mệt nghỉ. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, chờ tới tiết thứ 3, vô được khoảng 5 phút. Con Quỳnh đang ngồi, thì nghe hai cánh tay của mình nó ngứa ngứa, cứ châm chích khó tả lắm. Nó đã cố gắng nhịn để không gãi, nhưng không sao cưỡng lại được. Nó bắt đầu gãi nhẹ nhẹ một hai cái, cảm giác sảng khoái vô cùng. Nhưng khi vừa dừng tay thì cảm giác ngứa ngáy nó là ập tới, nó lại gãi, càng gãi càng ngứa. Nó bắt đầu bực bội khó chịu, đổ mồ hôi, cảm giác ngứa cứ tăng dần lên. Không những là tai ngứa mà hình như mình mẩy nó chỗ nào cũng bắt đầu ngứa rồi. Hai cái bàn tọa cũng ngứa ngáy râm ran, ngồi không xong mà đứng cũng không dám. Hên sao tiết đó là do một cô giáo phụ trách. Cô phát hiện ra điểm bất thường nên hỏi nó: Quỳnh, em sao vậy? Con Quỳnh hai mắt đỏ quạnh, vừa sợ vừa mắc cỡ, méo máu: Dạ, em bị ngứa, ngứa hết mình mấy. Em có ăn gì lạ không? Hay đi gần cây cối, bị sâu chạm hả? Cô vừa nói
vừa bước tới, chống bàn tay lên bàn của con Quỳnh rồi hỏi nó. Nó lắc đầu ngoài ngoại, khẳng định không có làm gì để bị ngứa như vậy. Cô đang suy nghĩ khó hiểu thì tự nhiên lòng bàn tay của cô nghe châm chích ngứa ngáy. Cô đưa tay lên gãi gãi, càng gãi thì bắt đầu càng cảm thấy khó chịu. Lúc này cô đã bắt đầu nghi ngờ, bèn hỏi: "Giờ ra chơi, em nào ở trong lớp đứng lên cho cô coi." Lác đác vài đứa đứng lên, một thằng trong số đó lên tiếng: "Ủa, Đức, Mạnh, thằng Quân nữa, sao ba thằng bay không đứng?" Chỉ bao nhiêu đó thôi là cô giáo đã hiểu ra vấn đề. Thằng Mạnh với thằng Quân chính là thằng Tèo với thằng Mẹo đó chứ ai. Ba đứa nó bị cô kéo ra rồi hỏi: "Trong ba đứa, đứa nào trét mắt mèo lên bàn của bạn Quỳnh?" Ba đứa gục mặt mà miệng thì chối leo lẻo: "Không có cô ơi, tụi em không có trét mắt mèo." "Vậy thì bạn Quỳnh đứng lên, cho ba bạn này lần lượt ngồi vô chỗ đó cho cô." Ba thằng giãy nảy lắc đầu từ chối lia lịa. Sau một hồi bị cô điều tra thì tụi nó cũng cúi đầu nhận tội. Kết quả là bị đem lên ban giám hiệu để giáo huấn cho một trận, còn bị mời phụ huynh ngày mai đi họp nữa. Đó mới chính là nỗi đau lớn nhất đối với tụi nó, xét về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tiếc đó cô cũng quản lại để đem con Quỳnh ra ngoài nhà vệ sinh của trường để sức phấn rôm lên cho nó đỡ ngứa. Sau đó thì nhờ một thầy ở trong trường chạy xuồng đưa nó về nhà. Sau vụ việc đó, thầy hiệu trưởng ra thông báo sau này ai còn dám chơi mấy cái trò tương tự thì sẽ bị hạ 2 bậc hạnh kiểm. Mấy thằng con trai đang có ý định làm chuyện ác với giáo viên thì cũng ngưng ngang, không dám chơi dại như vậy. Mối thù của con Quỳnh đối với đám thằng Đức giờ đây đã chất cao như đống rơm nhà cha nó. Nó hứa với lòng, chỉ cần thấy bóng dáng của tụi này đi ngang nhà thôi là con lưu nhà nó có xứ quách gặm liền. Bữa nọ, con Quỳnh bị má sai đem tô chè lại nhà cho bà ngoại. Nhà bà ngoại á thì ở tuốt xóm trên, muốn đi tới thì phải ngang nhà của thằng Đức. Nó dùng dằn không muốn đi. Bác Sáu phải xách cây đá cỏ bổng, chất liệu tre hoàn toàn từ thiên nhiên ra hù nó, thì nó mới mím môi mà bưng tô chè đi. Ngang qua nhà của thằng Đức, con Quỳnh cố lắm để không ngó vô, nhưng mà vẫn tò mò liếc thử một cái. Nó thấy có cái con gì nhảy lôi nhôi trên bàn đá ngoài sân, dưới gốc cây mận. Đứng dòm chút xíu thì mới biết đó là con khỉ. Mẹ thằng Đức là thím Mười đưa tay ngoắc nó: "Quỳnh, giờ đây chơi con, thím Mười mới mần mẻ mứt chùm ruột ngon lắm nè." "Dạ, để con chạy qua bên nhà bà ngoại một cái rồi con chạy về." Nghe mứt chùm ruột là nó đâu có cưỡng lại được, nhưng nghĩ tới thằng Đức, biết đâu nó lại đi đột với mấy đứa kia là mình đi ăn chực thì sao. "Ôi, thầy kệ nó, mẹ nó rủ, chơi đâu có phải tự nhiên mà nhảy vô đâu mà sợ." Nghĩ vậy nên con Quỳnh chạy xiết qua nhà ngoại, nó đưa tô chè, nói thêm 3 điều 4 chuyện, rồi chạy lè về mà ghé nhà thằng Đức. Thím Mười cười cười, bưng dĩa mứt ra cho nó ăn. Thấy nó cứ nhìn con khỉ chăm chăm, thím Mười mới nói: "Thằng Đức, nó cưng con khỉ này dữ trời. Bữa rút dây ra, nó bắt con gà giò của ổng, nó nhổ hóng còn cọng lông non. Ổng đòi đập đầu mần thịt, nó khóc năn nỉ ổng cả buổi trời đó." Con Quỳnh thấy con khỉ này, nó cũng ngồ ngộ, cũng dễ thương. Nhưng mà đã là vợ cưng của cái thằng cà chớn đó, thì nhất định là phải thấy ghét mới được. Về nhà, con Quỳnh đem câu chuyện ghé nhà của thím Mười, được ăn mứt chùm ruột, còn được đem về. Kể luôn cái chuyện nhà thím có nuôi con khỉ, nó phá hơn chữ phá chứ qua nữa. Bác Sáu Trai mới giọt miệng nói: "Cây con khỉ nó phá vậy đó, chứ mà nó sợ con cóc vàng trời bay. Bắt cóc thảy vô mình đó là nó xỉu ngang cho mày coi." Trong đầu con Quỳnh lé lên một suy nghĩ hơi bị nhân từ. Được rồi, thằng Đức cả chớn kia, chuyến này mày sao phải nếm mùi đau khổ. Nghĩ vậy cho nên buổi tối nó đi bắt một con cóc, rồi lấy cái gáo dừa úp lại. Sáng ra nó cầm con cóc trong lòng bàn tay, giấu ở sau lưng mà đi qua bên nhà của thằng Đức.
Thấy không có ai, chỉ có con khỉ ở đằng trước. Con Quỳnh mới rề rề đi tới, tính đưa con cóc cho con khỉ. Nhưng mà nó nghĩ như vậy không có khả thi. Nó thấy con cóc sức mấy mà nó đưa tay lấy. Vậy là con Quỳnh nó đi ra ngoài bờ mương, ngắt một cái lá môn nhỏ, rồi gói con cóc vô trong đó. Nó đi tới đưa cho con khỉ. Con khỉ mau mau chụp liền, hóng một chút nghi ngờ. Con Quỳnh lẹ chân phóng rẹt ra ngoài hàng rào bông bụp mà núp. Trình thử coi trong này làm sao. Bà khỉ ham ăn, bà mở cái lá ra, thấy con cóc xám quét, hai con mắt lòi lên trên cái thân hình xù xì, dám cào. Bà tiêu điều sùi bọt mép, bật ngửa ra đằng sau, xỉu chết giấc ở trên bàn đá. Mà cái dòng dữ của quen tai, nó xỉu mà nó nắm con cóc với cái lá mồm cứng ngắc. Con cóc nó đâu có nhảy đi được, nó đành nằm im, chờ bà khỉ, bà tỉnh, bà xử lý sao. Nó xỉu được một chút, chắc cỡ 2-3 phút, nó mới lờm cờm ngồi dậy, lắc lắc cái đầu. Thấy trong tay mình đang cầm cái gì, nên nó mở ra coi tiếp. Vừa xòe tay ra, thì cảnh một mạng hai lại tái diễn. Con Quỳnh ngồi ở ngoài này, sợ con khỉ xỉu một hồi, có khi nào bể tim chết luôn không? Nó thấy tội nghiệp, tính nhõm dậy đi giải cứu con khỉ. Thì thằng Đức ở trong nhà lò dò đi ra. Nó mắt nhắm mắt mở, hình như ngủ mới thức hay sao á. Thấy con khỉ nằm sủi lơ trên bàn, nó nhào tới bợ con khỉ lắc lắc. Bị gì nó biết là dễ gì mà giờ này con khỉ nó ngủ, chắc là nó bị cái gì rồi. Con khỉ được thằng chủ kêu dậy thì bở mắt, lại xòe tay ra, lại xỉu. Thằng Đức sớn xác lo dò mặt con khỉ không à, đâu có để ý gì khác. Thấy nó như vậy thì khóc la làng, kêu cha kêu mẹ. Chú Mười đi ra ruộng, không có ở nhà. Thím Mười thì nấu cơm ở ngoài nhà sau, nghe con la thì quýnh quán chạy lên. Thấy con khỉ nằm chết giấc, thằng con thì khóc hụ hụ. Thím kiểm tra mình mấy có con khỉ coi bị làm sao, thì thấy nó nắm cứng ngắc cái gì đó. Thím gỡ tay của nó ra, nó sẽ cứng tới nỗi con cóc nó ngợp, nó chết queo từ đời nào. Thím Mười vừa tội vừa mắc cười, hất con cóc ra đằng xa. Trong bụng cũng chửi thầm, đứa nào mà chơi ác nhân gì không biết. Con Quỳnh giả bộ từ nhà đi lại, đứng ngóng vô rồi chạy một hơi tới, hỏi gấp gáp. Ủa, con khỉ nó bị làm sao vậy Thím Mười? Ê Đức, mần gì cóc dữ vậy cha nội? Thím Mười mới kể cho nó nghe câu chuyện như vậy. Nó cũng áy náy ở trong bụng lắm, nhưng mà trả được thù khiến cho đứa mình ghét khóc lóc thảm thiết như vậy thì quả thiệt là cảm giác sướng khôn tả. Khỏi phải nói, cái tin thằng Đức khóc khỉ lan ra khắp sớm, trong lớp cũng bàn nhau râm ran. Thằng nhỏ bị quê, nghỉ học hết một ngày. Thím Mười phải động viên dữ lắm thì nó mới can đảm đi học lại. Giờ này nhìn con Quỳnh là thằng Đức chỉ muốn nắm lại trét cho hết một chùm mắt mèo. Nỗi hận này sâu còn hơn cái ao cá tra nhà mẹ nó nữa. Một cặp quan gia thấy nhau là liếc, là hấy, là kênh nhau như trâu đen trâu trắng. Vậy mà lên lớp 9 lại bị xếp cho ngồi gần nhau. Ngày nào cũng vậy, vừa vô lớp là con Quỳnh lượm một cục phấn dụng, rạch cái rẹt, chia cái bàn ra làm hai. Nó hất mặt, nghiến răng. Mày nhíp qua một cái thôi là tao đấm mày nát thở liền. Nó khỏi hâm, thằng Đức cũng ghét nó gần chết. Sướng ít gì mà thọt tai qua. Lý do cô bắt hai đứa nó ngồi chung là tại thằng Đức nó quậy quá, học lực tốt mà ngổ ngáo dữ lắm. Cô phải để cho lớp trưởng kẹp cặp thì mới mong là nó không bị hạ hạnh kiểm. Vô học được chừng một tháng thì con Quỳnh để ý thấy thằng Đức nó hay ngủ gục. Mỗi lần như vậy là nó phải đập cho thằng Đức dậy để học tiếp. Đương nhiên là học lực của thằng Đức cũng xuống dốc. Con Quỳnh nghĩ chắc thằng quỷ này mê chơi nên chểnh mảng việc học hành đây mà. Phải mét Thím Mười cho ba đập nó một trận mới được. Bước vô sân nhà thằng Đức, nó thấy hình như có bác hai, anh của chú Mười ở trong nhà. Con nhỏ thụt ló, không dám vô. Thằng Đức ngó thấy nó thì đi ra hỏi. Mày lại đây chi đây? Tao đi chơi chứ đi đâu? Tao đâu có chơi với mày. Ở đây cũng đâu có gì đâu mà chơi. Đi về đi.
Con Quỳnh quê một cục bằng cái thúng. Tính đi về thì thím Mười bước ra tán đầu thằng Đức một cái rồi chửi: đàn ông thanh niên ăn nói gì mà vô duyên. Xuống lấy xuồng đưa bác Hai qua sông kìa. Quỳnh, vô nhà chơi con. Kệ nó, cái thằng vô duyên thì chàng cha nó. Con Quỳnh quay đầu trợn mắt le lưỡi chọc quê thằng Đức rồi theo thím Mười vô nhà. Thằng Đức không phải sợ con Quỳnh mét cái vụ học hành của nó, mà sợ con nhỏ sẽ biết được hoàn cảnh gia đình của nó hiện tại mất công. Mà mất công cái gì thì nó không biết. Nó chỉ biết là nó không muốn cho con Quỳnh hiểu ra đầu đuôi câu chuyện mà thôi. Tới hồi nó đưa bác Hai qua sông trở về thì con Quỳnh cũng đã ra ngoài chỗ bàn đá mà bẻ mận cho con khỉ. Con khỉ thù dai, nhớ mặt con Quỳnh nên con nhỏ đưa cái gì nó cũng không lấy. Thấy con Quỳnh cái mặt buồn so, thằng Đức nói: tới chừng nào cố được đất thì nhà tao đi. Tới đó chắc tao cũng nghỉ học. Con Quỳnh không biết nói gì, cúi đầu cầm trái mận khèo khèo con khỉ hoài. Nó ấp úng thiệt lâu mới nói được với thằng Đức: chừng nào mày đi để con khỉ lợi cho tao nghe, tao nuôi giùm cho. Chớ lên thành phố rồi sao mà nuôi. Nó tên bé Tí chứ không phải tên khỉ. Chừng nào tao đi tao gửi nó cho mày. Rồi hai đứa cứ vậy mà ngồi với nhau không nói gì thêm. Chú Mười cả hai tháng nay cứ bị mệt trong người. Có bữa nọ bị xỉu ngoài giường làm thím Mười sợ muốn bể mật. Đưa đi bệnh viện, người ta chẩn đoán chú Mười bị máu trắng giai đoạn đầu. Nói là nếu có điều kiện đưa đi thành phố điều trị thì có cơ hội khỏe lại. Thím Mười mau mau đi kiếm người để cầm cố đất, lấy tiền trị bệnh cho chú. Thằng Đức cũng vì vậy mà không tập trung được việc học. Nó tính hết rồi, có khi lên trên đó nó sẽ xin đi làm để phụ thêm tiền chi phí sinh hoạt, được đồng nào đỡ đồng đó. Dựa vô mấy đồng tiền cố đất, nó sợ nhà nó không cầm cự được bao lâu. Bác Hai hồi nãy đi qua chính là hỏi thăm bệnh tình của chú Mười. Sẵn đó thì đứng ra làm người cố miếng đất đó cho chú thím. Nhưng phải đợi bác Hai đi gom đủ tiền cái đã. Tiền bác có nhưng không có sẵn ở nhà. Rồi cái ngày đó cũng tới. Cái ngày mà con Quỳnh phải đưa tay lên giấy chào tạm biệt oan gia của mình. Trước khi đi, thằng Đức dặn nhỏ với con Quỳnh: ở nhà bẻ trái này trái kia cho nó ăn, đừng có bắt con cóc cho nó nữa nghe mày, tội nghiệp nó. Con Quỳnh chân hững: Ủa sao mày biết? Thằng Đức cười: tự nhiên bữa nay nó đẹp trai ngang hông à. Chắc tại cái mái tóc vuốt keo chải 5 năm thêm cái áo sơ mi sọc caro đen đỏ khác hẳn với ngày thường. Nó trả lời con Quỳnh rồi chảy tọt xuống đò: sớm này nói về đồ ác độc mà lên tới cấp bậc đó thì có mày thôi. Con Quỳnh hổng thèm nhá tay với thằng Đức luôn. Tự nhiên bữa nay nó làm biến đành hanh, làm biến liếc thấy, làm biến giận hờn. Nói với mấy người ở trong xóm đứng chật cái bến sông, giãy tay với ba người nhà của chú Mười. Ai cũng nhắn nhủ gửi lời chúc bình an tới chú. Thím Mười quay đi lấy tay quẹt nước mắt rồi dây lại cười với mọi người. Mà cái nụ cười méo xẹo, nặng quằn. Con đò dọc chạy đi dần quất sau cái hàng dừa nước. Mọi người cũng quay trở lên nhà để tiếp tục công việc hàng ngày. Chỉ mỗi con Quỳnh còn đứng đó ôm bé Tí ngóng theo. Nó cảm nhận được ở phía xa, sau cái biển lá đó, có một ánh mắt cũng đang dõi về phía nó như nhắn nhủ một điều gì đó. Bến đò chợt nhỏ 5 năm sau. Tụi bay ngồi đàng hoàng nghe chưa? Đứa nào mà leo lên bè ngồi, tao đập cho một vòng là thành tể tướng lương gù liền đó. Tụi học sinh ngồi im re. Bình thường ngồi cho ông Năm Đạo chèo đò là tụi nó nhoi như cái đám mối vậy. Nhưng hễ đụng trúng chuyến nào mà cháu ngoại của ông đưa là tụi nó ngồi im như tượng, không dám nhúc nhích. Có lần một thằng giỡn hớt, bà nạt không nghe, bà buông chèo tới sáng cho một bạt tay nổ đom đóm. Nó chạy về nhà mét mẹ. Mẹ nó bên con đi tới chửi: nè cái con nhỏ kia, mày động tới ai? Chứ mày động tới con tao là mày tới số mày rồi. Nó đi đòi trả tiền chứ đi bộ thiếu hay gì mà mày quánh nó.
Cô nàng vừa ghé mũi đò vô, nghe vậy liền hối tụi nhỏ mau mau đi lên, rồi chống nạnh một tay gác lên cột chèo, mà hất mặt nói: "Bà dìa, mày dạy lại con bà thì có. Con nít con nôi liền như quỷ hả? Xuống đò mà giận hết, lỡ chị một cái rồi bà đền nổi không? Chưa kể xong sau nó chết chỏng cẳng, rồi bà hả họng ra khóc hay là bắt đền ai? Tôi nhớ mặt mẹ con bà rồi, mời mốt đưa ai thì đưa, chứ tôi không có đưa hai mẹ con bà đâu." Nói rồi mặc kệ bà đứng ở trên bờ dậm chân dậm cẳng chửi như ca giọng cổ hơi dài. Cô nàng thủng thẳng chèo đi, còn cố ý ngoáy cái hông lắc qua lắc lại để chọc tức con mẹ nữa. Ai trên bờ cũng cười hết trơn. Động ai không động, động vô cháu ngoại của ông Năm Đạo là đời bá tàn rồi. Nguyên cái khu này muốn đi chợ cho nhanh thì chỉ có đi bến đò của ông Năm Đạo, còn không á thì phải lội bộ vòng qua chừng 2 cây số mới tới bến đò bên kia. Thấy bà bị chửi á thì cũng tội nghiệp đó, nhưng mà cho đáng cái tội bên con vô tội dạ. Xóm chợ này kêu cô nàng bằng cái tên mỹ miều hột điệu lắm: Kiến Lửa. Rớ vô là từ đau cho tới nhức thôi, chứ dễ gì mà được êm xuôi rút lui. Mấy lúc khách giảng lai thì chỉ có ông Năm cầm chèo. Kiến Lửa mướn cái nhà sàn kế bên bến đò để bán cà phê thơ mộng lắm. Chỉ khi nào tới giờ tan trường hay là giờ học sinh đi học thì cô mới lấy chiếc xuồng còn lại ra để chèo phụ ông ngoại thôi. Bữa nay có 3 thằng thanh niên lạ mặt tới quán Kiến Lửa uống cà phê. Tụi nó ngồi dòm chăm chăm cái dáng hình của chủ quán, mặc bộ đồ bộ ôm sát, khoe cái eo thon, cái hông tròn cùng cái chiều cao lý tưởng, thêm mái tóc dài nâu đen cột gọn sau lưng. Lúc Kiến Lửa đang lay quay làm cà phê thì một thằng hỏi: "Bé đẹp ơi, hồi nữa mấy anh có đi công chuyện qua chợ, cần xuống đò đưa tụi anh qua nghe." Cái giọng điệu cũng biết không phải dân đàng hoàng gì, tuy nhiên cô vẫn dạ một tiếng để chủ khách điệu vui vẻ. Lúc khom người để mấy ly cà phê xuống bàn, một thằng trong đám đưa tay vỗ đít Kiến Lửa cái phẹp. Cô nàng giật mình đứng thẳng lên, hai tay nắm cứng cái khay nhưng không làm gì hết mà bặm môi đi vô. 3 thằng khoái trá cười lên hố hố. Chập sau Kiến Lửa chèo xuồng đưa tụi nó qua sông. Lúc tụi nó bước lên bờ, cô thọc mái chèo xuống nước lui mạnh về sau một cái. Thằng bước đầu tiên hụt chân té cái ụp xuống nước, ướt hết nửa cái mình. 2 thằng kia quay lại chửi: "Má, cái con điếm chó này!" 2 thằng chạy tới, chiếc xuồng tam bản lớn tròng trành. Tụi nó đâu thế nào đứng vững được như Kiến Lửa. Cô nàng đạp mạnh một bên be xuồng, một thằng chới giới nhảy xuống làm bạn với thằng kia, còn một thằng đang bò càng ở trên xuồng. Kiến Lửa rút cái đố vuông lúc nào cũng thủ sẵn sau lái rồi hâm: "Mày muốn chết hay muốn sống?" Thằng nọ thoát lui liền. Dòm cái tướng của Kiến Lửa lúc này mà nhào vô là một quyết định sai lầm. 2 thằng dưới nước thấy cô nàng có vũ khí thì cũng quợn, không dám manh động. Kiến Lửa hất mặt biểu: "Xuống chơi với bạn đi." Thằng nọ hiểu ý nhưng không dám phóng. Kiến Lửa cười khẩy giúp nó một vé bằng cách đạp chân 2 bên xuồng mà lắc lư như người ta lắc nước. Nó xiển điển mấy cái rồi bay luôn xuống sông. Hết chuyện, Kiến Lửa xinh đẹp lại toàn thắng trở về. Dòm cái tướng là biết 3 thằng dân chợ rồi, sức mấy chơi lại chị đây hết cưng. Bên kia mọi người thấy thì cũng chèo xuồng qua, nhưng mới tới nửa sông thì cô nàng đã hạ được cả 3 đứa. Ông Năm ổng chửi thôi là chửi, không chửi gì nhiều, chỉ chửi cái vụ con gái con lứa mà tối ngày đi đánh lộn với con trai. Kiến Lửa phụng phịu: "Ai biểu nó mất dạy vô đích con chi?" Bà Tám Ú bán tạp hóa gần đó nghe vậy thì trề môi: "Ai biểu mày ăn mặc khoe của quá chi, mặc như người khác đi, quần dài áo rộng kính đáo một chút thì cái tụi nó đâu có để ý làm gì." Kiến Lửa trề cái môi còn dày gấp đôi môi của bà Tám mà trả treo: "Ôi Tám ơi, đẹp khoe xấu che, con đẹp thì con ăn mặc sao cho con thấy thoải mái, không có hở hang lòi ở trên mỏng ở dưới là được. Chứ nếu mà con mập như cái lu xi măng, cắt đồ một lần hết khổ giải thì con làm gì dám ăn mặc như vậy. Mà
Còn nói cái giọng nó dê rồi hả? Thì mặt trọng mặt ôm gì nó cũng dê hả? Ai mà cũng nghĩ như Tám, thì mỗi lần mà có một vụ cưỡng bức thì lôi đầu con nhỏ bị hại ra bắn. Chớ mấy thằng đó chắc vô tội quá. Bà Tám giận ngoe ngoảy bỏ đi, còn ráng chửi giọng lại. Hơi, tao có thèm nói chuyện với mày. Hồi đó má mày đẻ cái mỏ mày ra trước, bây giờ mới vậy đó. 20 tuổi đầu không ai dám rước hết. Kiến Lửa hả miệng tính đớp lại, nhưng bị ông ngoại nhá tay hầm đánh nên cô đành im re rụt cổ rồi chui về quán dọn dẹp. Cái chợ này mà dán Kiến Lửa là nó thành cái chùa bà đanh liền, đành hanh cà chớn vậy đó. Chớ từ thanh niên cho tới mấy bà có con trai lớn đều ưng cô ra mặt. Tại sao? Tại cô vừa giỏi vừa đẹp vừa hiếu thảo, lại còn mạnh mẽ vui vẻ. Ai tốt phước lắm mới rước được Kiến Lửa, chớ không phải khơi khơi đâu à. Trưa nọ Kiến Lửa mới chèo phụ ông ngoại mấy quận đò, mà thở muốn ra khói lỗ tai. Đang ngồi uống trà đá ừng ực thì có chiếc xuồng cập vô quán. Cô không để ý là ai, dẹp nhanh cái ca nước, lau khô cái bàn, rồi đứng lên đi vô trong quầy để ly, coi khách kêu gì thì làm. Từ dưới xuồng, một đám thanh niên đi lên chừng 6-7 người, ai cũng ăn bận sạch sẽ. Kiến Lửa ngước lên, nhìn thấy có vài người hơi quen mặt mà không nhớ là ai. Một thằng trong đó vỗ vai người đứng trước mình, rồi trỏ tay về phía của Kiến Lửa. Con nhỏ này nè anh, nó đó. Nghe cái giọng không có chút cảm tình này, Kiến Lửa hình như chợt nhớ ra cái gì đó. Cô bước ra, nhìn một lượt, rồi bặm môi chạy vô rút cái cây, nạt. Bà mẹ tụi mày, quay lại phá quán tao phá hộ, ba thằng chó này. Thanh niên đứng phía trước nhất, mặt mày ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Đang quay qua quay lại để tìm hiểu nguyên nhân, thì Kiến Lửa bước tới muốn đánh. Có tiếng la thất thanh của một thằng nào ở ngoài. Ê ê, Quỳnh, Quỳnh, người quen mày ơi, đừng có quánh. Cái cây trên tay của Kiến Lửa khựng lại. Cái thằng la làng đó là thằng Tèo. Nó ở đâu chạy học tóc vô, rồi đứng chánh giữa, can hai bên ra. Mày khùng hả Quỳnh? Thằng Đức mà mày giờ không ra hả? Đức? Đức gì? Đức nào? Mắc gì dòm? Tụi nó ra phá quán tao mà dòm gì? Thanh niên đứng mũi chịu sào chính là Đức, xua xua tay phân bua. Quỳnh bình tĩnh coi, tôi mới về ở sáng có biết gì đâu. Mấy thằng quỷ này là em bà con bên ngoại của tôi. Tụi nó ở trên tỉnh xuống chơi mấy ngày, chờ cúng cơm ông ngoại. Bữa nay nó biểu tôi ra đây chơi với tụi nó, có cô chủ quán dễ thương lắm. Ai mà biết là Quỳnh đâu. Thôi, có gì từ từ ngồi xuống nói chuyện. Phần bùa cả buổi trời thì cái nhỏ Quỳnh Kiến Lửa mới chịu ngồi xuống. Cái bữa ba thằng ôn kia bị Quỳnh trốn nước xong, đi về nhà đâu có thằng nào dám kể đâu. Tụi nó ém nhẹm, chờ Đức về rồi đủ thêm vài thằng nữa đi ra hù con Quỳnh một trận. Tụi nó gạt Đức, nói là có cô chủ quán dễ thương lắm, ra uống nước nói chuyện chơi. Có rủ thằng Tèo nữa, nó biểu tụi này đi xuồng ra trước đi, nó đạp xe ra sao. Hên là ra kịp thời, chứ không á thì Đức ăn một cây của Quỳnh chắc là long ốc chứ không có giỡn à. Hiểu ra mọi chuyện, Đức chửi cho ba thằng âm binh một trận, bắt phải khoanh tay xin lỗi Quỳnh. Ba thằng ngó bộ cô hồn như vậy, nhưng mà sợ Đức một phép, biểu sao làm vậy không dám cãi tiếng nào. Quỳnh còn giận lắm, nhưng mà nể mặt Đức nên không chấp nhất tụi nó nữa. Bạn bè mấy năm trời mới gặp lại, nói chuyện liên thuyên cho tới xế chiều. Cái chuyện chú Mười hết bệnh thì ở xóm biết lâu rồi, chỉ là không biết gia đình chú ở lại thành phố làm để kiếm tiền chuột đất chừng nào mới xong. Đức hớn hở khoe. Chuyện này về là chuột đất luôn nè Quỳnh. Giờ cha tôi khỏe rồi, đòi ở lại thành phố làm nữa, nhưng mà tôi không có chịu. Tôi nói thôi cha mẹ về quê ở đi cho khỏe, ở trên đó ngột ngạt khó chịu gần chết. Tôi còn sức, tôi làm thêm vài năm kiếm mớ vốn rồi về quê cưới vợ làm ăn với người ta. Quỳnh cười ghẹo. Thành phố thiếu gì con gái mà về quê cưới vợ chi vậy cha? Tại ở quê có người hợp ý hơn, chứ ở trên đó có ai đâu. Quỳnh nghe câu này thấy làm như có ý đồ gì ở trỏng, mặt tự dưng ửng đỏ lên. Thằng Tèo đứng lên
dương vai thở dài. Hay, hình như tao thấy tao bị dư thừa hái gì rồi bé ơi. Quỳnh mắc cỡ đứng lên đi vô trong. Đức nhìn theo mà trong lòng thấy bồi hồi dễ sợ. Mà quá chừng, mới đó mà đứa nào cũng 20 hết rồi. Bao nhiêu lâu nay cắm mặt làm ở trên thành phố, lâu lâu chạy ra bưu điện gửi một lá thư tay về cho Quỳnh, mà không biết cô có nhận được hay không. Tới nay trở về hỏi thăm tụi bạn thì biết Quỳnh vẫn vậy, không quen ai từ nào giờ. Đức thấy trong bụng trộn rộn, vui kiểu gì kỳ cục lắm, giống như có nguyên một vàng trống múa lưng đang đánh ở trống vậy. Tụi bạn chơi chung sớm, lớn lên mỗi đứa một chí hướng riêng, giờ còn có mỗi thằng Tèo với Quỳnh là ở lại bám víu vô cái xóm nghèo thân thương mà tràn đầy kỷ niệm này. Cái ngày Đức gần đi, Quỳnh đóng cửa quán một bữa để về dắt Đức đi thăm mộ của bé Tí. Đợt nó bị bệnh chết, Quỳnh khóc, con mắt sưng còn hơn cái đợt Đức khóc vì nó xỉu nữa. Xin lỗi Đức ngang, giao nó cho tôi mà tôi không có chăm sóc nó được chu đáo. Đức cười hiền queo. Sống chết có số mà, con vật nó cũng vậy thôi. Quỳnh đừng có nghĩ nhiều làm gì, để tôi nuôi, chưa chắc nó sống lâu như vậy nữa. Hai đứa ngồi với nhau nói chuyện cả buổi dưới gốc cây khế. Chú Thím Mười với cha mẹ của Quỳnh ở trong nhà ngó ra, rồi nhìn nhau cười tủm tỉm. Rồi tới bữa Đức đi, Quỳnh đưa cho Đức một cái hộp nhỏ. Xuống đò, Đức mở ra, thấy bên trong là gần 20 lá thư tay mà mình viết gửi về cho Quỳnh. Cõi lòng chàng thanh niên gợn sóng, cảm động muốn khóc. Ngoái đầu lại, nhìn thấy Quỳnh vẫn đứng đó trông theo như năm nào. Tới khi ngó mút mắt, nhìn xuống coi cho kỹ những thứ ở trong hộp, Đức thấy có một miếng giấy gấp làm tư để tuốt bên dưới. Lật ra là mấy dòng chữ nghiêng nghiêng trên đó, dòm thoáng qua là biết chữ của Quỳnh. Đức, lên đường bình an, lên đó ráng giữ gìn sức khỏe, làm ăn cho tới nơi tới chốn. Ráng 5 năm nữa rồi dìa, tôi chờ. Tới đó hỏng dìa, người ta không kêu tôi là con Quỳnh kiến lửa nữa, mà kêu thành con Quỳnh ế, là mấy người săn dịch với tôi. Mấy dòng vậy thôi mà làm lòng của Đức sướng rơn. Thánh thần thiên địa ơi, con gần có vợ rồi. 5 năm nữa là con được vợ rồi. Thấy Đức ngồi ở trên xuồng mà nhảy tưng tưng nói chuyện một mình, chú lái đò dọc lắc đầu cười. Đúng là mấy cái đứa mới biết yêu, dợm cái bản mặt là biết liền. Ráng mà phấn đấu đi con, tình đầu lúc nào cũng đẹp mà. Chiếc xuồng rẽ sóng lướt băng băng trên mặt sông, đưa người con của quê hương lên đường đi tìm ước mơ cho riêng mình. Nắng sớm hắt xuống một màu vàng tươi rói, như tiếp thêm động lực cho những con tim đang tràn đầy nhiệt huyết tuổi thanh xuân, chắp cánh cho những hoài bão về tương lai tươi đẹp sẽ không còn xa nữa. Một câu chuyện thật là dễ thương phải không thưa quý khán thính giả? Chúng ta vừa nghe xong truyện ngắn Oan gia chung sớm của tác giả Quỳnh. Đến đây thì khung giờ đọc truyện của kênh Đất Quê Radio cũng xin được khép lại. Quang Vy rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khán thính giả bằng cách like và share video. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào video sau. Xin được chúc cho quý khán thính giả một đêm ngon giấc.